đỡ đau hơn rồi đúng không? Anh con thú là bố mẹ ở ta nhiều người bị các con lại đang phải đang để giới thiệu mà muốn đến thời điểm muốn đến bầm khói một lúc rồi cứ để thằng bầm khói đi rồi tự họ biết để con giới thiệu từ mặt thằng bầm. Mai con gái bà học nghề xong về làm ấy, không cần cháu về đấy mà, cho bạn lấy về làm. Nó có về đâu, có về quê đâu, 10 năm nay nó về quê. Làm trong Sài Gòn à? Nhà bác nhà rộng rãi lắm. Hôm nay ấn nhẹ phát ra ngay, hôm nay không phải dùng đến kim nữa rồi. Bắn bố bằng tay đấy, nhẹ lắm rồi. Cố gắng lên, chỉ có cái buổi đầu là vất vả nhất thì vượt qua rồi. Có người xem chả ăn được cơm ấy bà. Cháu nặn xong rồi cháu nghỉ cháu ra ăn cơm bình thường. Đây này, hôm nay ấn nhẹ ra này, cứ thế này lên bà không đeo kính. Thế này cháu ạ. Vâng. Đấy, rồi cô cho thuốc con đổi lên. Hôm qua mày nặn nhiều quá đây, thế thì đụng cái phụt lên đấy mà. Đó, lên luôn đây này. Họp cái gì? Chưa được ăn cơm. À thế hóa ra chồng mình đi họp sợ quá. À bảo đi đón mình thì không đi. Đi họp cái gì con? Đi họp ở tòa nhà à. Đúng rồi, thấy hai thằng tới đi nghiêm ăn mặc chẳng chạm đi nghiêm tốt lắm. Hiếp quá này. Bảo đi đón cháu không đi đâu, cháu phải đi taxi về. Xong về đến nhà thấy ba cái bọc bọc ở trên bàn kia, cứ tưởng hàng của mình cắt phéo ngay ra. Rồi mới đọc ra của chị Ngân. Nếu không sợi thì nó nằm ở dưới nó thành sao chắc? Nó càng ngày nó phình to ra là thành cái sẹo rỗ bà. À, thế là do các cái đấy đấy. Vâng. Xong rồi nó nhiễm khuẩn là nó mủ ổ như ở mũi này nè, ổ thân này. Ở mũi đấy là lúc nào cũng dăm cái mà không bao giờ có cái bé có cái to vậy. Cả cái gì cầm nó chậm. Cứ hết cái nọ cái kia cứ to đùng. Hôm nay nhẹ phát là ra ngay, cố lên. Cố lên. Rồi, nó to thì đây đúng nha. Rồi, ok rồi. Tặng xa cái chỗ này ra một tí cho đỡ đau. Đổi đổi xuống đây nhé. Cứ đổi đi cho đỡ đau. Ấn này ra này, ấn lên như con sâu nó chui lên này. Cái da chóc cho nó sẹo. Không, không phải da chóc mà chóng đóng. Hôm trước mở ra thì cháu phải có thuốc cho đóng luôn và thì nó không bị nhiễm khuẩn đấy mà. Chứ có phải cháu cậy cái da của bạn ấy ra đâu. À, nó cái thuốc của cháu. Ui trời ơi, thiệt quá. Bộ to chưa? Hôm nay nhẹ lắm, hôm nay chỉ ấn nhẹ phát thế là nó kích ra thôi. Nên là cố gắng. Cái thuốc thì cháu đóng vào để cho bạn ấy không bị nhiễm trùng ấy. Chứ có phải cháu cậy ra bạn ấy đâu. Đúng rồi.
Rồi đó, mình cứ cho biết cái nghề đấy ngày xưa này có bao nhiêu, cứ để đấy cho nên nhiều người mặt lỗ. Vâng. Nên cho thấp trên này và mặt trời. Nước nhiều người ra thì tí tắc nhưng mà nhiều nước là nó bắn. Đúng sẽ pha thêm mộng nhé. Nhạc du dương có nước tiếng tí nước tắc. Ở đâu có tích tắc nhỉ? Trong suối. Sapa này hiệu ứng hơi cao tí. À, thấy chưa? Ừ. Đau quá không? Chị đổi bên nhé. Cái cằm này không, trước là chưa xử lý được một con nào luôn. Đấy, ra rồi không phải gồng. Cố gắng lên. Chị làm nhẹ hết cỡ. Con sâu. Ừ. Dài chưa? Cố lên, còn một con bên cạnh này nữa. Chưa ra được rồi, chưa ra được về với này. Thôi. Hôm nay gần hết mặt rồi đấy. Mà cái này đỡ đau, cái nào chúng ta pháp luật cho nó nhanh. Ra thuốc cho nó nhìn đẹp. Ngọc ơi, bảo chị còn cái đồng hồ. Đồng hồ ở đâu? Bom hàng.